Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn bài thực hành số 1 trong phần Excel nâng cao. Thì ở câu đầu tiên người ta yêu cầu mình là định dạng tô nền vàng chữ đỏ cho những giá trị lớn hơn hoặc bằng 200. Thì ở đây mình sẽ sử dụng công cụ đó là Conditional Formatting. Thì đầu tiên các bạn cần quyết chọn cái nội dung mà mình cần định dạng. Rồi các bạn sẽ vào Conditional Formatting. Ở đây các bạn sẽ chọn là New Rule. Trong cái bảng học thoại hiện lên thì các bạn sẽ chọn cho mình là Format Only Cell. Rồi ở đây người ta yêu cầu mình là tô màu cho những giá trị lớn hơn hoặc bằng 200. Thì trong phần này các bạn sẽ chọn cho mình là lớn hơn hoặc bằng. Và bên đây giá trị của mình nó sẽ là 200. Rồi, người ta kêu định dạng là tô nền vàng chữ đỏ. Vậy thì các bạn sẽ vào phần Format. Font ở đây các bạn đổi màu thì các bạn sẽ vào phần Color, các bạn chọn là màu đỏ. Rồi các bạn muốn đổi cái nền thành màu vàng thì các bạn qua phần Fill. Ở đây mình sẽ chọn là màu vàng. Rồi các bạn chọn OK. Đó, các bạn có thể nhìn cái phần review ở đây. Rồi sau khi thiết lập xong hết, các bạn chọn OK. Thì ngay lập tức là nó sẽ tô cho mình những cái giá trị lớn hơn bằng 200, nó sẽ có nền vàng và chữ đỏ. Tương tự với câu bên đây thì mình cũng sẽ quét chọn cái nội dung. Ở đây các bạn cũng vào Conditional Formatting, cũng chọn New Rule và chọn hàng thứ hai, Format Only Cell. Ở đây người ta yêu cầu mình là những giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 200, thì ở đây trong phần Between nè, các bạn cũng chọn là nhỏ hơn hoặc bằng và giá trị mình cũng là 200. Rồi, format người ta yêu cầu đó là nền vàng và chữ đỏ luôn, thì mình cũng vào tương tự ha. Font thì mình sẽ chọn là màu đỏ và phần fill thì mình sẽ chọn màu vàng. Rồi các bạn chọn OK. Đó, rồi các bạn sẽ chọn OK cái nữa. Nó thì nó sẽ tô cho các bạn những cái giá trị nào mà nhỏ hơn hoặc bằng 200. Rồi, như vậy là mình đã hoàn thành xong câu đầu tiên. Chúc các bạn thực hành thành công.